Chuyện Hoàng tử bé. Hoàng tử bé là một cuốn sách kỳ lạ được viết bởi một tác giả kỳ lạ. Ông là một viên phi công người Pháp. Có thể nói, mặc dù được viết bằng một ngôn ngữ giản dị, dí dỏm, giàu chất thơ, nhưng Hoàng tử bé trong sâu xa lại là một cuốn sách đầy triết lý và suy tư dành cho người lớn. Câu chuyện kể về chuyến du hành của một cậu bé kỳ lạ đến các hành tinh. Tiểu hành tinh thứ nhất cậu đến do một ông vua trị vì ở một đất nước mà không có thần dân nào cả. Tiểu hành tinh thứ hai là nơi cứ ngụ của một ông hậm hĩnh, vì vậy ông ta luôn muốn được người khác khen ngợi và ngưỡng mộ mình. Hành tinh thứ ba thì có một ông nát rượu. Hành tinh thứ tư lại là nhà của một nhà buôn. Ông suốt ngày chỉ mãi lo đếm những vì sao mà ông cho là đó là của mình. Tiểu hành tinh thứ năm là hành tinh bé nhất. Có một người thắp đèn trung thành với mệnh lệnh của mình. Ông ngày đêm chăm chỉ bật và tắt đèn, biểu hiện cho mỗi ngày mặt trời lặn và mọc. Hành tinh thứ sáu rộng gấp 10 lần. Sống trên đó là một ông già. Ông viết ra những cuốn sách to đùng. Ông tự gọi mình là nhà địa lý, mà lại không bao giờ chịu rời chỗ ngồi mà đi thám hiểm. Hành tinh thứ bảy chính là trái đất, là nơi hoàng tử bé đã gặp tác giả. Chương 25. Con người, hoàng tử bé nói. Họ chen nhau trên những chuyến tàu nhanh, nhưng họ lại chẳng biết mình tìm kiếm cái gì nữa. Thế là họ mới cuống lên rồi chạy quanh. Và cậu thêm, đâu đáng phải thế. Cái giếng mà chúng tôi tìm được chẳng hề giống với giếng ở Sahara. Giếng ở Sahara chỉ là những cái hố đào sâu xuống dưới cát. Còn cái này thì giống như giếng làng vậy. Thế nhưng làm gì có làng nào ở đó. Và tôi cứ ngỡ là đang mơ. Lạ thật đấy, tôi bảo hoàng tử bé. Mọi thứ đều có sẵn, ròng rọc, gàu và dây thừng. Cậu cười chạm vào sợi dây, quay cái ròng rọc. Và cái ròng rọc rên rỉ như một cái trong chóng gió cũ kỹ, khi mà ngọn gió từ lâu đã ngủ quên mất. Ông nghe chứ? Hoàng tử bé nói, chúng ta đã đánh thức cái giếng này dậy, và nó đang hát. Tôi không muốn cậu phải cố sức. Để đấy cho tôi. Tôi bảo cậu, kéo quá nặng với cậu. Tôi chậm chậm kéo cái gàu lên tới miệng giếng. Tôi đặt ở đó cho thật vững. Trong tai tôi vẫn vang vọng bài ca của ròng rọc, và trong làn nước hãy còn xao động. Tôi thấy ánh dương run rẩy. Tôi khát nước đó lắm, hoàng tử bé nói, cho tôi uống nào. Và tôi đã hiểu ra thứ mà cậu vẫn tìm kiếm. Tôi nâng cái gàu lên môi cậu. Cậu uống, hai mắt nhắm lại. Một hớp uống ngọt ngào như ngày hội. Nước này khác, chứ đâu phải là thức uống bình thường. Nó được sinh ra từ chuyến dạ hành dưới các vì sao, từ bài ca của ròng rọc, từ cố gắng của hai tay tôi. Nó tốt lành cho trái tim, như một món quà. Hồi tôi còn là một cậu bé, ánh sáng của cây thông Noel, tiếng nhạc thánh ca trong đêm lễ vọng, vị ngọt ngào của những nụ cười đã tạo nên. Như vậy đó, tất cả vẻ rạng ngời của món quà Giáng sinh mà tôi được nhận. Con người ở chỗ ông, hoàng tử bé nói, đem trồng 5.000 bông hồng trong cùng một khu vườn, và họ chẳng tìm thấy ở đó điều mà họ vẫn đi tìm. Họ chẳng tìm thấy đâu, tôi đáp lời. Ấy thế mà điều họ vẫn tìm kiếm có thể tìm thấy được trong một bông hồng duy nhất hay một chút nước. Đúng vậy đấy, tôi đáp lời. Và hoàng tử bé nói thêm, nhưng mắt thường thì mù lòa, phải tìm bằng trái tim. Tôi uống nước, tôi hít thở thoải mái, chạm cát trong rạp đông nhuốm màu mật ong. Tôi cũng hạnh phúc với màu mật ong này, vậy mà sao tôi cứ cảm thấy phiền muộn. Ông cần phải giữ lời hứa đấy. Hoàng tử bé dịu dàng bảo tôi khi cậu ngồi xuống cạnh tôi một lần nữa. Lời hứa nào kia? Ông biết mà, một cái rọ mõm cho con cừu của tôi. Tôi có trách nhiệm với bông hoa này. Tôi lôi từ trong túi ra những bức vẽ phác thảo. Hoàng tử bé xem một lượt rồi vừa cười vừa nói. Mấy cây ba bác của ông, chúng hơi giống cải bắp. Ồ, tôi đã tự hào biết bao về mấy cây ba bác. Con khéo của ông, cái tai của nó trông hơi giống cặp sừng, và chúng lại còn quá dài. Và cậu lại cười khúc khích. Cậu thật không công bằng. Chúng mình nè, ngoài chăn kín bụng và chăn hở bụng, tôi có biết vẽ cái gì khác đâu. Ồ, cũng chẳng sao cả, cậu nói, trẻ con hiểu hết. Tôi bèn lấy bút chì vẽ một cái rọ mõm, và tôi đưa cho cậu bức vẽ mà thấy lòng quặn thắt. Cậu có những dự tính mà tôi không biết.
Nhưng cậu chẳng đáp lời, cậu bảo tôi. Ông biết đấy, hôm tôi rơi xuống trái đất, đến mai là đúng ngày kỷ niệm. Rồi sau một hồi im lặng, cậu nói tiếp. Tôi rơi xuống ngay gần đây. Và cậu đỏ mặt. Và một lần nữa, không hiểu tại sao, tôi lại thấy một nỗi phiền muộn kỳ lạ. Dù vậy, câu hỏi trong lòng tôi vẫn cứ buột ra. Vậy ra, cái buổi sáng mà tôi đã gặp cậu vào 8 hôm trước, chẳng phải tình cờ mà cậu đi lang bạt như vậy, một thân một mình, cách xa nơi có người ở cả nghìn dặm. Cậu đang quay lại nơi cậu xuống chứ gì? Hoàng tử bé lại đỏ mặt, và tôi ngập ngừng nói thêm. Đấy là vì kỷ niệm ư? Hoàng tử bé đỏ mặt lần nữa. Cậu chẳng bao giờ trả lời các câu hỏi. Thế nhưng khi người ta đỏ mặt thì đấy chẳng có nghĩa là phải đó sao? Ôi, tôi bảo cậu, tôi thấy sợ. Nhưng cậu đáp lời tôi. Ông bây giờ phải làm việc mà, ông phải quay về với cái động cơ của ông. Tôi đợi ông ở đây, tối mai ông hãy trở lại. Nhưng tôi chẳng thấy yên tâm, tôi nhớ đến con cáo. Người ta dễ thường cũng phải khóc một tí khi đã để cho mình bị thuần hóa.